Tập 15. Nó mới có mối tình đầu đó thôi, lại còn bị chê suốt. Cô ấy cũng có mối tình đầu rồi à? Chắc còn tưởng cô ấy vẫn luôn độc thân. Mối tình đầu thất bại nên mới độc thân tới bây giờ. Vậy mối tình đầu của cô ấy là ai? Còn ai được nữa? Từ nhỏ nam tinh đã sống vô tư, nhiệt tình. Thằng cu nhà cô thông minh thì có thông minh, nhưng hay thích tỏ vẻ ngầu. Hai đứa nó không ít lần cãi nhau về chuyện này. Không sao nam tinh, đắt nữa mày cứ giả bộ vô tình đâm phải nấy. Sau đó chào hỏi nấy một cách hết sức tự nhiên. Tình cờ ghê. Tình cờ ghê. Tình cờ ghê. Sao anh lại ở đây? Anh đang đeo tai nghe chứ không phải bịt mắt. Tưởng anh không nhìn thấy em đã bắt đầu đuổi theo anh từ trạm xe buýt hay sao? Ai đuổi theo anh? Chẳng qua là em đang tập thể dục thôi mà. Anh nhắc lại lần nữa, sau này ở trường đừng giả bộ quen biết anh, cũng đừng nói chuyện với anh. Em có giả bộ quen biết anh đâu, giống là em có quen với anh còn gì. Không quen em sao còn đưa em dở bài tập của anh? Còn người em rất có quy tắc đấy, em không chép bài tập của người lạ đâu. Đó là bài tập của em. Đang yên đang lành lấy dở bài tập của người ta làm gì? Nhìn thấy rồi sao không nói luôn đi? 3 điểm, hay lắm. Tiểu Quân, mau mở cửa đi. Mau Tiểu Quân, cửa không khóa nên cháu tự vào luôn. Cô An, Nam Tinh nè, cháu đến tìm Mau Tiểu Quân hỏi nấy bài tập toán. Tiểu Quân, giảng bài cho con bé cẩn thận nhé. Chắc chắn nấy phải giảng bài cẩn thận rồi à. Giảng đi. Em đến hỏi bài tập hay tìm người làm bài hộ đấy? Ngày nào em cũng bị anh gõ đầu, sắp thành con ngốc luôn rồi. Anh bắt đầu giảng từ câu đầu tiên đi. Được, ngày mai em nộp luôn bài này đi. Năn nỉ anh đấy, giảng cho em đi. Muốn giảng bài thì cũng được thôi, có điều em phải ở lại ăn cơm tối. Mẹ, còn cơm cho Nam Tinh không? Phải dạy tới tối muộn đó. Có, tất nhiên là có rồi. Cô còn nấu riêng cho hai đứa món này nữa. Chịu khó học đi nhé, sắp sửa ăn cơm rồi. Cô ơi, thực ra cháu học cũng gần xong rồi, cháu về được rồi. Cậu ấy ghét quấy đến vậy sao? Lại chẳng. Vậy con trai cô là vì biết Nam Tinh thích cậu ấy nên mới muốn khuyên cô ấy dừng lại à? Cô và bố nó cũng không biết. Hồi đó hai đứa nó còn nhỏ, cô và bố nó thấy cũng dễ thương nên cũng không muốn can thiệp gì. Nam Tinh không nói, Tiểu Quân cũng không nhắc đến. Sau đó tai nạn xảy ra thì lại càng không biết. Sau trận hỏa hoạn đó, Nam Tinh mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Từ đó nó không còn thích ai nữa. Cháu nói xem, cả thời thanh xuân có được mỗi một mối tình lại còn thất bại nữa. Bảo nó viết về lĩnh vực tình cảm thì lấy đâu ra cảm hứng được. Nó làm gì có trải nghiệm tình cảm nào? Mới có một mối tình đầu còn bị chê suốt nữa. Năm nay là kỷ niệm 50 năm thành lập trường trung học cơ sở Tô Giang của chúng ta.
Giây phút này tôi tin rằng buổi họp mặt cựu học sinh, cô chắc chắn sẽ có rất nhiều điều muốn chia sẻ với mọi người. Cô có thể thay mặt cái đông đảo cựu học sinh chúng ta gửi lời chúc đến trường trung học Tô Giang không? Vâng, xin mời. Vô cùng cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn cựu học sinh cho tôi cơ hội được đứng đây thay mặt cho các cựu học sinh xuất sắc gửi lời chúc mừng sinh nhật đến trường cũ của chúng ta. Trường trung học Tô Giang là một nơi rất đặc biệt với tôi, vì nơi này không chỉ coi trọng bảng điểm thi đại học, mà nó còn khích lệ mỗi người chúng tôi phải có ước mơ và phấn đấu vì nó. Nhiều năm về trước, tôi và bạn đồng hành của mình chính nhờ ước mơ nhỏ nhoi đó mà xuất phát từ đây để đi đến cánh cổng đại học, bước chân ra ngoài thế giới. Thế nên những ngày tháng tiếp theo, nhân quả ích của chúng tôi sẽ tiếp tục giữ trong mình lòng biết ơn, đoàn kết chung tay cùng nhà trường tạo nên những ngày tháng huy hoàng hơn nữa. Vâng, và cuối cùng một lần nữa xin mời hiệu trưởng bước lên sân khấu. Cậu ấy xinh hơn trước đấy, với cả hai bé gái sinh đôi của cậu ấy, đáng yêu quá đi mất. Mình cũng muốn có một cặp bé gái sinh đôi, thật sự rất dễ thương. Cậu sang đó trước đi, mình muốn đến phòng thiết bị xem thử. Ừ, tạm biệt, tạm biệt. Mao Tiểu Quân, em có điều gì muốn nói với anh à? Em thích. Sao bất cẩn thế hả? Mao Tiểu Quân, anh biết không? Em lại thích một người nữa rồi. Nhưng em vẫn chưa dám nói với anh ấy. Em sợ mình chưa đủ tốt. Em sợ anh ấy sẽ ghét em. Sao anh lại đến đây? Mẹ cô bảo tôi đem đồ đến cho cô. Mao Tiểu Quân, thế sao anh lại biết tôi ở đây? Tôi chưa từng chê cô ngốc. Sao cơ? Tôi không biết phải nói như thế nào. Tóm lại là tôi chưa từng chê cô ngốc. Tất nhiên là không phải chưa từng chê, nhưng ít nhất đến giờ thì không chê. Giả lại dù cô có hơi ngốc thì đã sao? Đâu phải ai cũng thông minh mãi được. Tôi đã đem đồ đến rồi. Vậy từ cô hãy cẩn thận chút nhé. Tôi đi trước đây. Nam Tinh, can đảm lên nào, đừng bỏ lỡ thêm lần này nữa. Tư Vô Địch, cùng tôi tới hội bút nhé. Bộ tiểu thuyết tiếp theo sắp đưa ra xuất bản. Hơn nữa Tử Thần cũng sẽ tăng chương trình học bổng. Vậy tốt rồi. Có vẻ như công ty các cô có nhiều việc phải làm trong năm nay đấy. Đúng. Nào uống nước đi, tôi tự lấy được. Cảm ơn, cảm ơn. Sao cậu lại đến đây? Mình nhớ ra thôi. Tử Thần,
Diệp Tình, hai người nói chuyện đi. Tôi qua đó nói vài câu với họ. Được, cậu em được đó. Tử Thần, lát chúng ta gặp nhé. Giỏi lắm, lát gặp. Họ là ai vậy? Toàn là các đàn anh đàn chị của chúng ta đấy. Hồi trước cậu từng gặp rồi. Vậy tại sao họ lại khen mình? Cậu chẳng bảo cậu nhớ lại rồi còn gì. Diệp Tình, hiệu trưởng, Tử Thần cũng đến à? Không phải cậu đang bận việc à? Có dành thời gian đến đây à? Tử Thần à, tôi quả thật phải thay mặt nhà trường cảm ơn cậu. Cậu đã giúp tôi một việc lớn đấy. Nói về chuyện cải tạo thư viện lần này, nếu không nhờ có Văn Quá Ích hào phóng đút hầu bao, sao chúng tôi có thể giải quyết xong việc kinh phí nhanh đến vậy? Phải à? Hiệu trưởng Triệu, đừng khen nó nữa. Còn khen nữa nó sẽ phỏng mũi lên đấy. Sếp Lục, đó là sự thật mà. Mặc dù trường chúng ta bồi dưỡng nên không ít những nhân tài cho xã hội, nhưng những người không chỉ đóng góp cho xã hội mà còn hỗ trợ đến nơi đến chốn được như Tử Thần thì lại không nhiều. Nhà trường chúng tôi không thiếu tiền, mà là thiếu những người làm được việc như cô ấy. Nếu không nhờ có Tử Thần, cử Diệp Tình đến hỗ trợ, chúng tôi làm gì được suôn sẻ như thế? Thích giúp đỡ như thế thì về nhà giúp tôi đi. Tôi cũng có tuổi rồi, sắp nghỉ hưu rồi đó. Chẳng phải anh cũng có đầu tư vào Văn Quá Ích còn gì? Nói một hồi cũng là người một nhà, mong là như vậy. Sếp Lục, chúng ta đi uống trà nhé. Được, mời. Mời. Được rồi, cũng có phải lần đầu đâu. Nếu ông ấy đã không thích những gì chúng ta làm, thế tại sao ban đầu ông ấy còn đầu tư vào? Bố cậu vẫn luôn như vậy mà. Nhưng có nói thế nào, ông ấy vẫn là bố cậu. Cảm ơn cậu đã làm rất nhiều việc vì mình. Trước đây mình tưởng chỉ cần quyên góp tiền là đủ, không ngờ còn cần phải phối hợp làm bao nhiêu việc nữa. Hai chúng ta vốn dĩ mỗi người có một thế mạnh riêng. Mình làm tốt phần thế mạnh của mình, cậu làm tốt phần thế mạnh của cậu là được. Lúc nào cậu cũng nói thế. Thực ra mình biết cậu chỉ đang muốn san sẻ áp lực với mình thôi. Đặc biệt là mỗi khi đối diện với bố mình. Sao thế? Mình nói sai gì à? Đâu có. Chỉ có điều mình hy vọng sau này cậu quyết định những chuyện gì ngoài công việc hãy cân nhắc kỹ càng hơn. Không phải việc nào mình cũng xử lý được đâu. Chẳng hạn như anh Tử Thần. Bạn gái em là fan hâm mộ anh, cực kỳ mến mộ anh. Có thể chụp cùng bọn em một kiểu không? Được chứ. Vậy chúng ta có thể đến chỗ hội trường chụp được không anh? Được. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đi đi. Nghe nói trường chúng ta định tổ chức triển lãm lịch sử trường đúng không? Đúng thế, làm rất tốt. Khi nào đưa tôi đi xem nhé. Được được, họ đã phải dùng hết tâm trí đấy. Tôi đã cho các cô câu trả lời rồi còn gì. Sao cô lại đến nữa? Đây là bản kế hoạch kinh doanh cháu đã về làm. Cháu nghĩ nếu chú hiểu hơn về ngành nghề này thì chú sẽ thay đổi ý định. Con trai tôi đến còn chẳng tác dụng gì. Cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đầu tư cho cô? Dựa vào cái này ư? Tiểu thuyết gốc của Tử Thần đã tập hợp một số lượng lớn fan hâm mộ thời kỳ đầu. Phần hậu kỳ có thể tiến hành thực hiện hóa dựa trên IP. Hơn nữa cháu tin trong 3 năm tới, ngành công nghiệp IP văn hóa chắc chắn sẽ bùng nổ. Chú à, chắc hẳn trong lòng chú cũng hiểu rõ điều này. Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý ư? Chú à, đó cũng là gì? Chú không hề tin tưởng con trai chú. Lần trước chú nói cậu ấy quá ngây thơ. Chứ không phủ nhận điều đó. Nhưng cháu nghĩ điểm đặc biệt này mới chính là thứ đáng quý nhất của một người sáng tác. Ngày tháng sau này cháu sẽ cùng kề vai sát cánh với cậu ấy. Cháu xin đảm bảo về mọi rủi ro. Mong chú hãy cân nhắc một cách nghiêm túc. Vậy sao cô cứ phải chọn tôi đầu tư, chứ bàn với những nhà đầu tư khác sao? Vì cháu muốn bố con chú có thể cho nhau một cơ hội.
Con trai tôi cho tôi cơ hội có quan trọng không? Không phải chú vẫn luôn hy vọng cậu ấy sẽ tiếp quản công ty đó sao? Nhưng nếu chú bắt ép cậu ấy phải làm việc đó, với tính khí của cậu ấy, chú nghĩ liệu cậu ấy có chịu điều hành tốt công ty không? Thế còn cô sẽ nhận được những gì? Ước mơ mà cậu ấy vẽ ra cũng là ước mơ của cháu. Thôi được, tôi sẽ đầu tư vào dự án này. Nhưng cô cũng đừng mừng vội, tôi có một điều kiện đi kèm. Cô và Lục Tử Thần không được ở bên nhau. Nếu đến một ngày nào đó tôi phát hiện ra hai đứa yêu nhau, tôi sẽ rút lại toàn bộ khoản đầu tư của mình. Được chứ? Tôi đồng ý. Cháu cũng có một điều kiện. Mời nói. Đừng nói với cậu ấy chuyện hôm nay cháu đến. Được. Nam Tinh, mấy giờ rồi con chưa tắt đèn đi ngủ? Lát nữa con sẽ ngủ. Cô đang làm gì thế? Phối mấy bộ quần áo thử xem. Định đi đâu à? Hội bút à? Hội bút chẳng phải tận tuần sau ư? Phải ha. Có phải con hơi vội vàng quá không? Đúng, phải lựa chọn quần áo cho hội bút mới được. Mẹ xem nào. Cái này không được, quần bò trong xòe xòa quá. Giờ con đã là nhà văn rồi, con phải mặc bộ nào có khí chất một chút. Tuyệt đối không được mặc bộ này. Đây là đồ của con trai, nam tính lắm. Không được, không được. Cái này thì sao? Cũng được, con phải phối với cái váy. Mẹ xem nào. Còn cả tóc của con nữa. Tóc con sao ạ? Mái tóc là khuôn mặt thứ hai của con người, vô cùng quan trọng. Nhưng mà ngày thường con vẫn để như vậy mà. Hội bút chắc chắn sẽ có nhiều bạn nam đến. Tiểu Hùng cũng đi chứ nhỉ? Mẹ xem nào. Chúng ta đổi cảm giác cho khác ngày thường. Như này thì sao? Như này đẹp không ạ? Dễ thương đó. Dù sao cũng còn mấy ngày nữa mới đến hội bút. Chúng ta đi mua mấy bộ váy đẹp. Không được để thua, biết chưa? Được rồi, con đi ngủ sớm đi. Vâng, mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon. Cổ trấn, sông nước cổ trấn đặc sản Giang Nam, phát triển hoạt động nhóm. Đây chính là cổ trấn sắp đến à? Thánh địa tỏ tình. Biểu diễn pháo hoa, thánh địa tỏ tình. Tỏ tình. Nam Tinh, anh thích em, làm bạn gái anh nhé. Phải nói như vậy với cô ấy ư? Mỗi lúc căng thẳng, chỉ cần tôi không nhìn vào ánh lửa là được. Chẳng hạn như sinh nhật, đừng thổi nến, đừng xem pháo hoa là được. Không được. Mình không thể tỏ tình trong lúc trình diễn pháo hoa được. Lỡ cô ấy phát bệnh thì sao? Tiêu Vô Địch, em thích anh, làm bạn trai em nhé. Tỏ tình như thế à? Mình phải lên kế hoạch chi tiết, dành cho em một màn tỏ tình hoàn hảo.
Tiêu vô địch. Tiêu vô địch, sao lại không có nhà nhỉ? Anh đi đâu đấy? Tôi mua đồ ăn sáng cho anh rồi, treo trước cửa nhà nhé. Nhớ phải ăn đấy. Đi nghỉ chưa? Vẫn chưa. Còn cô? Vẫn chưa. 6 giờ sáng mai phải dậy rồi đấy. Tôi đặt báo thức rồi. Ngủ ngon. Hẹn mai gặp. Mai gặp. Tiêu vô địch. Hôm nay cô mặc váy đấy à? Anh xịt nước hoa đấy à? Được, cảm ơn. Lô Thụy Cầm, xếp hành lý đi. Cảm ơn. Trần Thiến, có. Cho hành lý lên xe đi. Cô Sử, Cao Nhã Cầm, Nam Tinh. Cô mặc váy đó à? Được đó. Nam Tinh, chị Kiều, sao thế? Có việc gì cần tôi làm mà? Tôi chỉ chào cô thôi mà, không cần phải cung quýt thế đâu. Hôm nay cô chính là nhà văn mà bọn tôi phải tiếp đón đặc biệt. Thả lỏng nhé. Hai, anh chàng đẹp trai, anh cũng đến à? Anh còn nhớ tôi chứ? Tất nhiên là nhớ rồi. Chị Kiều mà, lần trước phá hỏng bữa trưa của mình và Nam Tinh, tôi còn chưa tính sổ với cô đấy. Anh chàng này không những đẹp trai mà trí nhớ cũng tốt thật. Trí nhớ cũng gọi là tạm ổn, chỉ là hay thù dai thôi. Anh ấy không biết nói chuyện đâu. Chúng ta cho hành lý lên đi. Lát nữa gặp nhé anh chàng đẹp trai. Xếp dịp, thế nào, mọi người đến đủ chưa? Đến đủ hết rồi. Được, xếp dịp, đi thôi. Chuẩn bị xong hết chưa? Vậy chúng ta đi thôi. Để tôi cất hành lý cho chị. Được. Hello, cậu cũng đến à? Xếp dịp. Xếp dịp, sao sếp của tôi không đến? Cậu ấy có bao giờ tham dự những hoạt động như này đâu. Đến rồi còn gì? Sếp, sếp. Sếp, sao anh lại đến đây? Tôi cùng đi với mọi người. Đi thôi. Mời sếp. Đi thôi. Sao cậu đi mà không nói trước? Để mọi người cùng chuẩn bị tâm lý. Mọi người cần chuẩn bị tâm lý gì? Chẳng phải cậu không thích tiếp xúc với người lạ đó sao? Tìm kiếm tác giả mới vốn chỉ là việc quan trọng nhất của chúng ta mà. Vậy được, hai ngày này cậu hãy trò chuyện nhiều hơn với mọi người nhé. Tiếp theo là Tiểu Sở. Cậu ở cùng phòng thầy Sử nhé. Được, được. Vũ Phạm, cô ở cùng phòng Thiến Thiến. Được, cô cầm chìa khóa đi. Nam Tinh, cô ở cùng phòng với tôi nhé. Được ạ. À, sếp này, thực sự xin lỗi, phòng homestay của chúng ta có hạn, nên chắc anh phải ở chung với... anh phải chung phòng với Tiêu Du Địch rồi.
Tôi có thể tự đi tìm khách sạn quanh đây ở riêng. Đúng thế, cũng được mà. Được, để tôi tìm giúp anh khách sạn ở gần đây. Không cần phiền phức thế đâu. Cô phải nhớ kỹ thân phận của mình. Cô là tác giả, chứ không phải trợ lý đâu. Đừng lúc nào cũng nghĩ xếp lục của các cô thiển cận thế. Anh ấy không phải con nít anh ba đâu. Anh ấy có thể tự tay làm rất nhiều việc, đúng không? Tự tôi làm được. Không sao, không phiền. Để tôi tìm giúp anh. Cởi chung phòng với Tiêu Du Địch đi. Đằng nào cũng sắp hợp tác với nhau, làm quen dần đi. Tôi ok nha. Vậy mọi người, chúng ta chia xong phòng rồi. Giờ mọi người về phòng mình cất đồ. Lát nữa chúng ta sẽ tập trung ở cửa cổ trấn, cùng nhau đi ăn trưa. Chiều nay chúng ta sẽ cùng đi dạo cổ trấn. Vỗ tay. Được. Được rồi, được rồi. Mọi người mau giải tán đi. Đi cất đồ đi. Đi đi đi. Lát nữa gặp. Ai bảo cậu đến mà không nói tiếng nào? Tận hưởng kết quả này đi nhé. Đi, đi tìm phòng nào. Chúng ta đang làm gì thế? Chúng ta đang đợi sếp. Sếp. Sếp, sếp. Mọi người ơi, sếp đến rồi. Chúng ta có thể xuất phát đi dạo rồi. Được rồi, đi dạo. Đi thôi, đi đi. Cậu chắc chắn không nghỉ ở phòng mà muốn đi cùng mọi người chứ? Mình đi cùng cậu. Đi cùng các cậu. Tôi biết có một cửa hàng lâu đời bán bánh bột lọc. Có muốn ăn thử không? Được thôi, vừa hay có thể khai vị trước bữa ăn. Thế nào? Ngon cực luôn. Tôi đã nói với cô rồi mà. Sao anh biết quán ăn này? Thì hồi trước tôi xem sơ lược trên mạng rồi. Tôi muốn ăn thêm bát nữa. Cô cũng muốn ăn nữa à? Lát không định ăn cơm nữa sao? Thôi được. Ông chủ, thêm bát nữa. Có ngay. Thêm cái này. Vâng. Này, cảm ơn. Hôm nay anh xin chào Nam Tinh. Anh chàng đẹp trai. Hai người ăn gì ở đây thế? Bột lọc à, tôi cũng muốn ăn. Thế này đi, để tôi chiêu đãi. Sếp hào phóng, cho tôi thêm nhiều hoa quế. Được. Ông chủ, cho 5 suất. Được, hoa quế nhé. Nam Tinh. Thầy Sử, thầy muốn ăn gì gì? Gấp đôi. Ăn một cái kem đi. Được đó. Ông chủ, xin chào. Cái này, lấy một kem sô-cô-la chip, trứng gà non. Kem đâu? Ông chủ. Lạnh lắm. Thú vị đấy. Nào, mua cho cô một cái. Đằng trước còn nhiều thứ hay lắm. Kẹo giò. Đây là gì thế? Cô xem.
đây có cho nặng đấy. Có muốn thử không? Thì ra quấy chính là... Có muốn chơi không? Tôi biết làm lắm đó. Đi, tôi dạy anh. Nào nào, mời vào. Anh muốn nặng cái gì? Tôi muốn nặng một cái tháp Eiffel. Lần đầu làm mà anh đã muốn làm cái khó thế. Không phải như vậy. Anh làm vậy sẽ đứt đoạn đấy. Tôi dạy anh xem nhé. Anh xem, thêm chút nước, hơi khô. Anh phải bắt đầu từ dưới đáy xong mới đến phần giữa. Đủ chưa? Được, được rồi, vừa vừa thôi. Được rồi. Anh giẫm phải cái công tắc rồi, đúng không? Từ từ thôi. Xem cô làm kìa. Cô muốn làm cái gì? Tôi muốn làm một món quà để ghi nhớ sự khởi đầu hôm nay của chúng ta. Là sao? Làm xong anh sẽ biết. Nếu đã là chúng ta thì tôi phải làm cùng cô chứ. Được thôi, chỉ cần anh đừng phá đám là được. Tôi có thể giúp gì cho cô được? Anh làm mô hình của nó đi. Tôi đổ nước cho anh. Được. Hai bên đừng mỏng quá. Anh làm vậy không được. Làm vậy sẽ nứt đấy. Sang đoạn giữa đi. Làm cao quá rồi. Xem qua hôm qua đến trước một hôm cũng đáng đấy chứ. Thêm ít nước nữa đi. Bánh giả tay. Cháu có thể dẫn bạn đến đây rồi chúng cháu cùng làm được không? Được. Có được không? Được. Làm những cái này có khó không? Không khó đâu. Có muốn làm thử không? Sếp Diệp, có gà bóp kho rồi đây. Cảm ơn, cảm ơn. Còn cần gì nữa không? Cảm ơn, đủ rồi, đủ rồi. Chúng tôi đang nói về hướng sáng tác. Cô lại đây cùng tham gia đi. Được, được, được. Nói tiếp đi. Mọi người đang nói về hướng sáng tác cho tiểu thuyết tiếp theo của chúng ta. Có trinh thám, ngọt sủng. Các bạn có ý tưởng nào không? Và xuyên không cổ trang nữa. Việc gì phải thế? Cô nói rất đúng. Cô đang nói chuyện với tôi hả? Bây giờ đang thịnh hành chẳng hạn kiểu nam chính trong tiểu thuyết. Tôi cũng khá đồng cảm với anh đó. Yêu đương quả thực là rất khó với anh. Nhưng tôi đọc tiểu thuyết của cậu cũng khá là cảm xúc đấy. Anh có cảm xúc gì? Nam chính thậm chí còn không có khả năng đem lại hạnh phúc cho nữ chính. Vậy mà anh ta còn dũng cảm theo đuổi tình yêu. Thì tôi có gì phải sợ sệt? Đợi đã. Khi nào gọi là thậm chí còn không có khả năng đem lại hạnh phúc cho nữ chính? Tôi... Nam chính này làm sao? Khôi ngô tuấn tú, tài hoa hơn người, võ công cao cường, sao lại không thể đem lại hạnh phúc cho nữ chính? Theo mặc định trong tiểu thuyết của các cậu, sau khi nam chính hẹn hò với nữ chính, vậy chẳng phải đã hiện thực được tình yêu mà nữ chính mong đợi bấy lâu nay? Vậy là điều ước nữ chính ước với tiên tử đã thành hiện thực rồi. Nam chính đã hoàn thành nhiệm vụ, anh ta sẽ phải quay về thôi. Vậy chẳng phải sẽ bỏ lại một mình nữ chính ở thế giới hiện thực đó sao? Vậy cũng tức là sinh ly tử biệt rồi. Nhưng với cái kết bi kịch đó cũng không tệ đâu. Bi kịch? Không phải sao?
Với cả cậu không cảm thấy nam chính này hành động rất thiếu suy nghĩ sao? Anh ta đến từ hư không, hơn nữa có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vậy mà anh ta cũng dám thay đổi nữ chính. Cậu không cảm thấy anh ta rất ích kỷ à? Nhưng anh ta vốn đã là một người ích kỷ rồi. Đặc điểm này xem ra cũng không tách rời hình tượng của anh ta. Cậu đừng nghĩ quá nhiều. Tôi lại khá là thích tình yêu bi kịch. Các cậu cũng không cần chỉnh sửa gì đâu. Như tôi đã nói, các cậu đã gợi ý cho tôi rất nhiều. Tôi còn phải cảm ơn các cậu nữa. Cậu xem, nam chính kiểu như thế mà còn đi tỏ tình được, vậy thì tôi có gì phải sợ, đúng không? Nam tinh, tôi đi mua ít đồ ăn nhé. Xoanh lại ngồi đây thẫn thờ một mình. Mua cho tôi à? Cô ăn thử đi. Không ngồi cùng họ à? Qua đó đi. Được. Nào mọi người, hôm nay chúng ta đến cổ trấn cũng xem như thân quen rồi. Mọi người đừng ngần ngại nữa. Sau này trong quá trình sáng tác, chúng ta hãy trao đổi nhiều hơn nhé, được không? Với tư cách là chủ biên, tôi xin nâng cốc trước. Nào, được, cảm ơn chủ biên. Cảm ơn chủ biên. Tuyệt quá. Phải rồi các bạn, lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi tản bộ xem pháo hoa nhé. Được, được. Anh chàng đẹp trai, sao trông anh không hào hứng lắm vậy? Đâu có. Tôi thấy hơi mệt, không muốn đi xem pháo hoa nữa. Tôi lại không xem được pháo hoa. Tôi cũng không đi đâu. Nếu hai người đều không đi, hay là cùng nhau đi dạo một lát đi. Chị Kiều, ăn cơm đi. Lát nữa chúng ta cũng cùng đi xem pháo hoa nhé. Được, cùng đi. Tóm lại là tôi rất mong chờ màn bắn pháo hoa hôm nay. Tôi cũng vậy. Lát nữa bọn mình phải chụp ảnh cho nhau nhé. Được, cậu phải chụp cho tôi đúng trend đang thịnh hành trên tường WeChat ý. Nam tinh, anh chàng đẹp trai, hai người đi đi nhé. Bọn tôi đi xem pháo hoa đây. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Đi đi. Tạm biệt, tạm biệt. Lát nữa anh định đi đâu? Tôi thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Vậy tôi cũng về phòng nghỉ ngơi. Được.